Popu Music xin trân trọng kính chào tất cả quý vị tới Monday Mystery 38. Kính thưa quý vị, mấy tuần nay thì có thể là California cũng như San Jose rất là nóng. Nhưng mà chúng tôi có ba người bạn là có thể còn nóng hơn đã tới thăm Popu Music. Thì cũng có cái duyên hội ngộ là nhờ nhạc sĩ Yên Lam giới thiệu với lại nhạc sĩ Minh Nhiên. Thì nhạc sĩ Minh Nhiên đi từ Việt Nam sang Orange County để mà làm một cái chương trình tưởng nhớ một năm với lại nhạc sĩ Dương Cầm Vương Hương. Thì có nói chuyện với lại nhạc sĩ Minh Nhiên và chờ để coi là anh em có tính có làm, thì may quá thì nhạc sĩ Minh Nhiên lại giới thiệu ca sĩ Hồ Lệ Thu. Thì thưa quý vị, Hồ Lệ Thu rất là bận, là hầu như là weekend nào cũng bay như chim én mà không biết là phương trời nào. Thành ra book của Hồ Lệ Thu không phải dễ. Thành ra cái điều đầu tiên là chúng tôi cũng xin rất là cảm ơn nhạc sĩ Minh Nhiên. Rồi thêm một cái duyên nữa là có nhạc sĩ Vĩ Cầm, Luân Vũ. Thì cũng nghe tiếng của Luân Vũ từ lâu, từ hồi có cái ban nhạc The Friend với lại anh Sĩ Dự, với lại Vương Hương, với lại Luân Vũ có làm cái ban nhạc The Friend. Thành ra hôm nay lần đầu tiên thưa quý vị có ba người khách quý từ phương xa thì tới. Thì Luân Vũ thì ở dưới OC, thì chúng tôi có thể là nói chuyện hơi dài hôm nay một chút xíu, thì xin quý vị thông cảm cho. Thì điều đầu tiên anh cũng xin chào Minh Nhiên với Hồ Lệ Thu với Luân Vũ. Em chào anh ạ. Dạ em chào anh ạ. Em xin chào anh. Cảm ơn. Thì đầu tiên thì anh nghĩ là tụi mình cứ anh hỏi vài câu, mỗi người vài câu. Thì dụ mình cứ thêm một, thì trước nhất thì anh hỏi Vũ. Thì anh biết là Vũ là chơi Vĩ Cầm ở dưới một thời gian, nhưng mà ngoài cái đó ra em còn có những cái nhà hàng nữa. Thì hồi xưa là The Moonlight, còn bây giờ là LV Restaurant. Thế thì LV Restaurant là em làm về đồ ăn Pháp hay là gì? Trước tiên cho Vũ gửi lời chào trân trọng đến anh và quý khán thính giả đang xem chương trình. Em làm cái từ hồi xưa anh, em phải bất ngờ lắm. Anh biết hết về em mà biết tương tận về em nữa, thì đó là một cái điều mà rất là quý. Tại vì anh dành tình cảm đặc biệt cho em. Thì hồi xưa Moonlight là một cái nhà hàng tiệc cưới, em hùng với người ta thì muốn tạo một cái sân chơi cho anh chị em nghệ sĩ. Thì sau khi đó cái người chủ nhiều tiền quá, thì họ thấy làm ăn ngon quá, cái họ lấy over luôn. Thì em mới còn dư số tiền, em mới mở một cái nhà hàng nhỏ hơn. Đó là nhà hàng LV. Thì nhà hàng LV là một trong những nơi mà có những món ăn rất là đặc biệt về seafood, cũng như là về thịt bò và traditional của Việt Nam. Thì cái nơi đó cũng có âm nhạc, thì em cũng muốn làm cái nơi để cho chị em của em sinh hoạt, mặc dù nó không phải là nơi mà dành cho những cái dòng nhạc mình học ở trường nhạc, nhưng mà nơi đó là nơi mà kiếm ra đồng tiền để nuôi sống gia đình. Thì thật ra anh lần đầu tiên thì anh mới gặp Luân Vũ, thì trước thì có biết là anh xa xa, nhưng mà anh càng nhìn em đó, anh thấy em giống bác rất là nhiều. Thưa quý vị, thân phụ của nhạc sĩ Luân Vũ và nhạc sĩ Vĩ Cầm Vương Hương là họa sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, là bác Trịnh Cung. Thì có một cái bài mà hôm trước đi ăn phở thì gọi là Hồ Lệ Thu cũng ngân nga cái bài mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gọi là đã viết cho cái bài rất là nổi tiếng, đúng không? Ừ thôi em về. Cảm ơn. Thôi em về, trời mưa giông tới, bây giờ em vui đôi bàn tay mỏi, đúng không ạ? Đúng rồi đó. Là những cái bài thơ của bác mà được cái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cái lời rất là thấm thía. Nhưng mà anh ngó thì anh thấy là em rất là giống bác, gọi là giống là hoàn toàn giống. Nhưng mà bác bây giờ là vẫn ở với em, bác chắc ngoài 83 rồi, hơn 83, 86 tuổi, 86 rồi mà vẫn, wow, vẫn rất là khỏe. Vẫn sáng tác tranh, vẫn bán được tranh, và đang dạy học cho Đại học Mỹ thuật tại Sài Gòn. Bây giờ hiện giờ mà ba của em đang đi du lịch ở châu Âu. Wow.
mà 86 mà đi bắt đi một mình nó đi du lịch châu Âu nữa. Dạ, wow. Đi với vợ với con. Thì cái giai thoại mà về cái bài thơ đó cũng rất là nhiều cái giai thoại. Mối tình bạn với Trịnh Công Sơn. Thì theo em được biết là ba em là người Nha Trang. Ra ngoài yêu thơ văn. Mà ba em hồi xưa không phải là đi ra Huế để học vẽ, cái thưa quý vị, mà đi ra Huế để mà học về thơ. Thì ra Huế thấy thơ văn của một chàng trai tỉnh lẻ với một cố đô Huế, thấy là không có một cái gì để mà theo đuổi được. Thì nhờ có một cuộc thi mỹ thuật, thì ba em cứ thế mà xin đăng ký và thi. Thì rốt cuộc ba em đậu thứ 14 trên 15 người. Wow. Vào trường mỹ thuật thì ba em mới có một cái trào lưu nghệ sĩ là theo kiểu phương Tây. Có nghĩa là rất thích Picasso, Van Gogh, những họa sĩ đại tài vẽ ở ngoài đường, ngoài phố. Ở trong trường cố đô Huế thì mỹ thuật Huế thì họ chỉ vẽ ở trong bài bản trường lớp thôi. Thì ba em mới lang thang vẽ ở Huế thì gặp Trịnh Công Sơn. Thì cậu Sơn cũng rất là mến tài, mới đem về nhà. Thì ba em một ngày đẹp trời, ba em nói có bài thơ này gửi Sơn. Thì cậu Sơn đọc và cảm thấy thích bài thơ. Và từ đó mối tình bạn diễn ra. Lúc đó ba em 18 tuổi. Đúng rồi. Và cái bài thơ này nói về một người con trai nghèo yêu một tà áo dài của Huế, biết mình không có cửa để yêu, cho nên thôi em về lẫy ra anh. Nhưng mà rất muốn, hai bàn tay đói là muốn ôm cái người đó, muốn nắm tay người đó mà không có được, hai bàn chân mỏi là đi theo đúng cái rồi. Người đó. Đúng rồi. Đó, tình yêu xứ này, tình yêu của Huế, đi theo đàn đó hả? Mà nghèo đến độ mà ba em phải ăn cơm của trại tế bần. Hồi xưa trước 75 là dành cho những người nghèo vô gia cư, để dành tiền để đi dạy học cho mấy con nhà giàu. Dành tiền ra có một chút tiền mua cỏ rồi ra ngoài vẽ giống như là những họa sĩ của thế giới. Nay mới được là nghe đích thực là Luận Vũ kể về những cái này rất là... Nhưng mà bác về sau bác cũng có trong quân đội đúng không? Dạ bác đúng, ba em học ở Bảo Vệ Thủ Đức. Thủ Đức vậy? Dạy trong đó và đại úy tâm lý chiến cũng đi tù cũng 3 năm. Và... sau này thì ba em định cư, ba em bảo lãnh, ba em qua Mỹ. Cái thời dạo này Luân Vũ còn chơi nhạc nữa không? Hay là em bận rồi cái restaurant thì cũng ít thì giờ? Thì âm nhạc thì nó trong trái tim, trong tâm hồn của mình. Nhưng kinh tế nó quan trọng với gia đình. Em ước là chị em còn sống để mà hai chị em có thể... hòa quyện với nhau trong một cái không gian, mặc dù những cái đủ thể loại người, nhưng mà chị em là một cái người rất là bình dị. Ai chị em cũng rất là quý mến, và chị em cứ yêu nhạc đến độ mà bước lên đàn là quên hết, cho dù đó là không gian nào. Và hồi nhỏ đó, nhà nghèo thì piano là một món đàn xa xỉ, đâu có đủ tiền mua. Thì ba em mới vẽ một cái phím gỗ 52 nốt nhạc cho Vương Hương tập đàn ở đó trên phím gỗ. Nhưng mà ba em nói là phải đem vào nhà thờ cho học ma sơ, thì ở trong nhà thờ mới có đàn. Đúng thì rồi. Hương cuối tuần mới được đàn, cho nên khi mà Hương đàn, Hương say mê lắm. Đúng rồi, chị đúng Hương. Đúng không? Chị Hương, khi mà chị Hương đàn là mình có thể thấy là chị Hương... để cái hồn trong đó. Quên hết thế giới, chỉ có mình và cái đàn thôi. Dạ, và Hương cũng là bạn thân với Minh Duyên. Thì đó. Em cũng là bạn thân. Cho nên mối tình bạn từ... bao nhiêu năm hả? Sơ cấp hơn như ha. Bây giờ vẫn còn giữ cái mối tình. Ba mươi mấy năm rồi. Ba mấy năm. Thành ra cái chính đó là anh thấy là em... chủ đích của em cái kỳ này em sang bên Mỹ từ Việt Nam là em tổ chức cái chương trình ở dưới đó, mà anh thấy là rất là thành công. Dạ, cảm ơn anh. Thì thật sự Hương mất hồi tháng 10 năm ngoái. Đúng là em tính qua để em tham dự cái lễ tang đó, nhưng mà có việc ở Việt Nam không qua được. Cho nên cái đợt này em qua, em có nói với Vũ thì mình sẽ làm một cái đêm... Tưởng nhớ Vương Hương. Nhưng mà vui thôi chứ không có làm mà tưởng nhớ mà kiểu buồn rầu, tại em nghĩ Hương bây giờ
cũng ở bay trên rồi, dạ. Cũng muốn mọi người ở dưới đây vui thôi, nhớ rồi. Về Hương thì cái đêm đó thì mời những anh chị ca sĩ mà không phải nổi tiếng không mà còn thân với Hương nữa đến vừa hát để mình chia sẻ những cái kỷ niệm hồi lễ thu Trần Thế Hòa với Diễm Liên để mình chia sẻ lại những cái kỷ niệm mình nhắc lại và khách cũng rất là nhiều người bạn của Hương ở dưới giống như cái buổi họp mặt để mình mình ôn lại những kỷ niệm về Hương. Thì thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Nhiên, thưa quý vị, có rất là nhiều bài nổi tiếng. Xin lỗi tình yêu không có lỗi, rồi là hai cái bài sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà những cái bài của nhạc sĩ Minh Nhiên viết đó, thì anh hỏi cái này có cháy nhà thì ráng chịu nha. Nhà em cháy nhiều lắm rồi. thì là những cái bài em viết đó, là về những cái cuộc tình đã đi qua, hoặc là em nhìn thấy những cái cuộc tình đó rồi em có cái cảm hứng em viết những cái bài đó, đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà không phải bài nào cũng là cuộc tình thật của em. Ừ, anh biết. Nó cũng có một vài bài em nghe câu chuyện của những người bạn. Hoặc là thậm chí có những khi mình đọc báo hay là chuyện anh thuyết một câu chuyện ngắn mình có cảm xúc thì nhiều khi mình dựa theo cái đó để mình viết thôi. Thì nói chung là, nhưng mà thật sự em viết là không có nhiều. Cho em biết là khá nhiều đó. Anh nghiên cứu là em là hơn 90 bài. Dạ, em vậy đó. Tại em không đếm thôi chứ anh đếm hộ em á. Vậy đó ít đó anh. Dạ, các bạn cục chân lứa với em 200-300 bài đó anh. Ồ, nhưng mà 200-300 bài, nhưng mà bao nhiêu bài nổi, bài của em rất là nhiều bài nổi. Dạ, cảm ơn anh. Rất là nhiều bài, rất là thành công. Nhưng mà ngoài những cái viết nhạc về nhạc nữa, anh biết là em hồi có một thời gian em huấn luyện những giọng hát trẻ. Là Maya với lại Giang Hồng Ngọc. Dạ, cũng nhiều lắm anh. Khánh Phương, rồi Kiwi Ngô Mai Trang, rồi... Nhưng mà em xin phép anh nói em huấn luyện giọng hát này cũng không đúng. Tại vì em hát rất là kém. Em là phải dùng là em là cái người em sẽ đào tạo cái người đó. Giống như là đưa cái người đó, lên, một cái cái nấc mới. Là em sẽ là chọn, em sẽ nghe cái giọng người đó, em giống như là em là cái người là producing chọn, promoter. Dạ, em chọn cái dòng nhạc phù hợp. Chọn nhạc sĩ sáng tác. Và những cái bài mà hợp em với em. Và âm phối khí. Và cái mình định hướng ngoài chuyện âm nhạc ra còn những cái chuyện về hình ảnh này nọ của cái người đó nữa. Chứ còn cái huấn luyện giọng hát em cũng phải kêu một số bạn huấn luyện về thanh nhạc, training giọng hát cho các bạn đó. Chứ em mà huấn luyện chắc các bạn đó giờ không ai biết đâu. Rồi bây giờ thì là bây giờ em nhìn làm về chính là làm gì, producer nhiều hơn. Em nghề chính của em thì bây giờ cũng, bây giờ thì nó cũng loanh quanh vào nghệ thuật thôi anh. Thì em có một cái team ở Sài Gòn á. Thì tổ chức sự kiện, làm show, quay game, nói chung là nó cũng liên quan tới âm nhạc anh. Và em cũng nhận làm những cái project mà CD album cho các ca sĩ anh. Vậy thì cũng busy ha, thì lâu lâu rồi. Dạ, nó cũng hên xui anh, có lúc busy, có lúc cũng rảnh. Không rảnh ha. Không, nhưng mà tổ độ thì anh nghĩ chắc em thì không những là có những cái bài nhạc là rất thành công, là em công việc chắc chắn là em có nhiều việc. Dạ, là keep em busy. Dạ, em cũng may mắn, công việc em nó cũng thuận lợi anh. Nhưng mà thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Nhiên đó là giúp cho em, đó là giúp cho book show cho dạ, Hồ Lệ Thu em cũng ở giúp, bên Việt Nam. Giúp chị Hồ Lệ Thu ở thị trường Việt Nam anh. Dạ, thì nhưng mà có một cái đó, anh cũng biết nhưng mà này anh không đi sâu thôi, là hai chị em có một cái mối liên lạc gọi là gia đình nhà. Chị dâu với lại em chồng gọi quá là lâu luôn, mặc dù cái cuộc tình đó nó đã khép lại. Nhưng mà gọi là tình chị em tôi đã, anh thấy là rất là quý mà rất là hiếm, và hai chị em gọi là bao nhiêu năm rồi mà vẫn tiếp tục gọi là trong cái vấn đề văn nghệ cũng như là vấn đề tình thương trong gia đình. Dạ đúng rồi. Cho tới bây giờ coi như là
Em cũng đi 2-3 chuyến đò rồi, chứ mà đò nào là chú Kỳ? 3-4 chứ 2-3. Đâu? 3. Đâu 3-4. Đò nào là chú Kỳ cũng đi tới dự hết. À. Mà đi là khoe khắp nơi. Hôm nay tôi đi đám cưới chị dâu tôi. Quý đó, đó là rất là quý ha. Quý. Mà là vì ngày xưa khi mà em làm dâu ở gia đình đó, khi lấy chồng lần đó đó thì làm dâu thì ở chung nhà, hai chị em ở chung nhà, cho nên cũng một thời gian cũng 2 năm ở chung nhà, rồi là cái tình thân cho tới bây giờ. Nhưng mà em cũng thấy thật là hình như chỉ có một thôi, duy nhất đúng thôi rồi, chứ anh em chưa thấy á. Dạ. Tới bây giờ thì em quen cái tên gọi ở nhà là cứ đi đâu cũng vậy, kêu chú Kỳ không à. Lên sân khấu quên luôn. Chú Kỳ ơi. Thôi thay vì kêu Minh Nhi mà gọi chú Kỳ ơi. Cứ quen như vậy rồi. Rồi đi ra ngoài đường. Rồi đi về Việt Nam làm việc những cái chương trình mà show, mà những cái game show truyền hình mà Minh Nhi làm á. Thì đi vô là tất cả team cứ gọi em là chị dâu. Em nói trời ơi, giờ tôi thành chị dâu quốc danh hay sao vậy trời. Các bạn quốc trong ekip anh quên. Các bạn trong ekip á là tại em gọi chị dâu luôn. Em gọi là Thu là chị dâu thì mấy bạn bị cái chị dâu hả? Thôi. Dạ, làm chị dâu hết vậy thôi. Nhưng mà bây giờ lại nói về Hồ Lệ Thu thì là anh đọc ra thì anh thấy cái tên thật của em đó. Anh muốn hỏi một chút xíu thôi. Tức là Tào Thuấn. Tào Thế Lệ Thu. Lệ Thu. Thế thì Tào Thế đó thì anh nghe chắc là từ bên Trung Hoa xuống ở Hà Nội, hay là cái tên làm sao Tào Thế là họ? Họ Tào á là họ ông nội nuôi. Ông nội nuôi, dạ. Nhưng mà vì hồi ba em hồi nhỏ đó là hồi nhỏ lúc mà đi lưu lạc lang thang rồi, thì ông nội em á, mang về nuôi á, từ nhỏ. Cho nên là khi mà giấy tờ tất cả giấy tờ là lấy họ của ông nội nuôi là họ Tào. Còn Thế á, là cái tên Thế, cái lót đó đó là tên bồ của ba em. Ba lấy tên bồ mà đặt tên lót cho con hết. Wow, trời ơi. Nhà ba anh em là Tào Thế Vân nè, em là Tào Thế Lệ Thu nè, rồi thằng Út là Tào Thế Hưng. Wow, đặt hết. Trời ơi, mối tình gọi là sâu đậm như thế. Wow. Mà má em biết chuyện đó luôn. Thôi để cho bác gọi là lâu lâu nhớ lại không. Lâu sao đâu. Rồi về sau đó thì em tại vì có Lệ Thu thì thật ra anh biết có 3 người đúng không? Ca sĩ Lệ Thu. Rồi xong rồi Nguyễn Lệ Thu hát nhạc Pháp thì cũng có tới đây trình diễn vài lần rồi. Rồi tới em thì em lấy tên họ của bà nội. Dạ. Thế ra em đổi là Hồ Lệ Thu. Dạ. Thế là em là đi hát từ hồi nhỏ rồi. Xong rồi tới năm, anh nhớ là những năm em 18 hay 17 thì em thi, em được cái hạng nhì của truyền hình. Tiếng hát truyền hình năm 91. 91. Dạ. Lúc đó là Như Quỳnh là hạng nhất, rồi em hạng nhì. Chị Như Quỳnh lúc đó là giải đặc biệt. Ồ, giải đặc biệt. Dạ, giải đặc biệt. Rồi sau đó anh biết là em có lập một cái nhóm gọi là 3 người hát, gọi là techno. Thì cái techno đó là khi mà em hát cái năm năm 1998 98 á. Đúng rồi. Thì lúc đó là cái phong trào mà boy band, girl band khắp thế giới. Vừa hát vừa nhảy. Vừa nhảy đúng đó. Rồi. Thì lúc đó thì cái chương trình Làng Sông Xanh là cái mà cái chương trình nhạc Việt mà để thay đổi hoàn toàn cái âm nhạc Việt Nam đúng lúc rồi, đó đó. Theo một cái làn gió mới á. Yeah. Thì lúc đó là nhóm techno là xuất hiện ở trong chương trình Làng Sống Xanh. Thì hát những cái bài hát mà Làng Sống Xanh được giải nhưng mà lại remix lại và cái nhóm techno hát những cái bài đó và dance ở trong chương trình Làng Sống Xanh là năm 98, nhạc Việt hay là nhạc disco hay nhạc truly nhạc techno? Dạ những cái bài trong nhạc nhạc Việt của Làng Sống Xanh thì remix lại thành nhạc techno. I see. Yeah. I see. Thì xong lúc đó là với đặt luôn cái nhóm đó là nhóm techno luôn. Anh thấy có cái hình 3 người chụp mà em để cái tóc hồi xưa rất là cute.
cột cái tóc, tóc mô đen thời đó, mô đen đúng rồi, mô đen mà ba người cậu kia thì cậu Kỳ Phương cậu ngồi dưới không, hai cô rất là dễ thương. Thế rồi năm 2000 em đi coi Pháp. 2001 em coi Pháp. 2001 thì duyên cớ sao em vô Thúy Nga, mà em hát cho Thúy Nga 20 năm, thế thì làm sao mà em vô được Thúy Nga ở bên Paris? Thì lúc mà em ở Pháp á, em lúc đó thì muốn đi hát lại nhớ nghề thì nhưng mà thì lúc đó đang ở Pháp mà em đâu có, em lại muốn tìm những cái chương trình ở hải ngoại làm chứ lúc đó lại không có quay về Việt Nam lúc đó. Thì lúc đó là có trong cái chuyến đi chơi về Việt Nam á, thì em có ngồi lúc đó thì ca sĩ Minh Thuận, ca sĩ Minh Thuận, Phương Thanh, mấy anh em ngồi, thì em mới nói giờ em muốn đi hát, muốn đi hát lại. Mà bây giờ làm sao mà em vô được trung tâm Thúy Nga kìa. Lúc đó ngồi nói vậy thì anh Thuận mới nói anh phải đưa cái, anh nói chứ bây giờ anh giới thiệu em một người, người này có thể là giúp em được. Cái ảnh mới đưa số phone của chị ca sĩ Châu Ngọc, là vợ của anh Tùng Châu. Dạ, thì em nghe mừng quá, về đến Pháp cái em gọi liền, mà em đâu có biết lúc đó là 2 giờ đêm ở Úc. Mỹ, ở Úc. Em gọi mà chị Ngọc rất là dễ thương. Em nói cho em ơi giờ này mới 2 giờ đêm cho chị ngủ. Sáng rồi chị gọi lại. Thì tại em nghe vậy em nói nhiều khi không biết người ta có gọi lại không. Mà chị Ngọc rất dễ thương, sáng ấy gọi lại liền. Chị gọi lại xong mà chị nói chuyện với em, cái chị nói được rồi chờ chị nha, chị gọi qua cho chị Thủy, rồi chị báo em liền. Mà ngay là trong đâu trong dòng tiếng sau chị gọi cho em, chị nói Thu, đi qua Mỹ đi, chị Thủy nói bây giờ muốn gặp em ở Mỹ. Trời, em nói thiệt không vậy? Em không có nghĩ là sao mà nhanh như vậy. Đúng rồi, tại vì Thúy Nga ngày xưa rất là khó để vào. Ủa trời sao mình may mắn dữ vậy trời. Thế là em mới sắp xếp em bay qua. Thì em bay qua gặp chị Thủy, em nghĩ là chỉ qua để gặp hay thử giọng hay gì thôi. Nhưng mà khi mà qua gặp chị Thủy, không, chị Thủy gặp in person, gặp em ở ngoài rồi là chị mới nói ok rồi em ở lại chuẩn bị vô show luôn. Là cái show đó lúc đó là đang Thúy Nga đang chuẩn bị quay cái cuốn 73. Mà chương trình là sẵn hết rồi. Mà em không có ngờ em qua cái chị Thủy giao luôn. Mà giao thử lửa luôn, là cái bài mở màn, thường thường những cái number mở màn của Thúy Nga là rất là lớn, rất là lớn và rất quan trọng. Thì giao ngay cho em bài mở màn, mà lại song ca với lại Bảo Hân. Bảo Hân là ngày đó là hồi xưa là một trong những ca sĩ mà hát dance nhiều nhất của Thúy Nga. Thì chắc cho em thử lửa nhảy hát một bài mà hay thiệt đó, Straining Man. Hát dance, trời em nói ôi trời giống như cá mà thả vô nước nhưng vậy đó. Mà anh nghĩ là tại vì em vừa hát vừa ca mà em dance được, lại vì từ hồi xưa em trong nhóm techno rồi. Dạ đúng. Thế rồi là em có cái dạng đó rồi. Dạ. thành ra cái đó là rất là đặc biệt, nhất là lúc đó là Thuyết Nga cần những cái đó đúng không. Dạ. Vừa hát mà vừa nhảy. Dạ. Mà em em thấy em rất là được đặc biệt là cái cuốn đó là cuốn duet. Cuốn Paris by Night duet. Vậy mà em hát mở màn duet với lại Bảo Hân. Sau đó em lại có một cái bài đơn ca riêng của em mà dance nữa. Trong cái chương trình duet. Cho nên toàn bộ chương trình là duet hết mà em lại có một bài solo riêng. Thành ra em thấy mình có một cái sự ưu ái đặc biệt vô cùng. Mà 20 năm rồi. Mà bây giờ thì em cũng đắt show lắm, show nước Mỹ là đầy ra, mà show Việt Nam cũng đầy ra. Nhưng mà anh có cái thắc mắc á, là cái dáng của em á, đẹp từ xưa tới giờ em vẫn như vậy. Nhưng mà như vậy làm sao để em maintain cái dáng đẹp hồi xưa đó? Thì anh thấy gọi là cái dáng của em đó thì nó không có thay đổi gì hết. Không, thành ra là tại vì em tập yoga mỗi ngày, em ăn rau, em ăn kỹ, hay là tại cái tâm em gọi là rất là an bình, thành ra nhiều khi cái sắc đẹp bên ngoài là nó từ trong tâm nó ra, thì là thì là em làm sao mà giữ được cái form như vậy? Dạ cả hai, nhưng cả hai đều anh nói. Dạ thì em là từ nhỏ là em tập thể thao. Hồi còn đi học á là em chơi bóng ném.
bóng ném, bóng rổ mà chơi cho đội tuyển của thành phố luôn á. Wow. Đi thi thi đấu quốc bóng, toàn bóng quốc luôn á. Bóng ném là baseball hả? Không, bóng ném là cái môn nó của giống, nó giống bóng đá nha, nhưng mà thay vì dùng chân thì dùng tay. Này dùng tay. À. Cái môn này thì châu Âu chơi nhiều hơn. Mỹ thì em không thấy. Đó. Thì xong rồi đến khi hồi đó rồi em còn chạy điền kinh. Chạy điền kinh thi bốn môn điền kinh ném đĩa, ném lao. Đó vậy. Đó, ném ném bóng nè. Chà. Chạy thi toàn quốc đó. Không biết mà dễ sợ vậy. Gõ bóng chuyền cho tụi bóng. Đó. Thì nó thể thao từ nhỏ rồi. Rồi xong rồi khi mà em đi hát thì không có đi chơi thể thao được nữa, thì lúc đó em tập gym. Tập gym mà lúc tập á em đi học một cái khóa dạy training á, trainer á, để mà mình tập cho mình thôi chứ không phải em đi dạy gì hết. Nhưng xong rồi đến khi mà sau này đó thì em lại chuyển qua yoga, em tập yoga được mười mấy năm rồi. Thì cái yoga nó help mình rất là nhiều. Xong rồi ăn uống là rất là quan trọng. Em ăn uống trước kia nhà biết mà không thấy ăn gì hết, chiều rồi ăn rau không. Nhưng mà em không bắt chước được đâu anh. Không, tụi mình thì khó. Mình không có cưỡng được những cái quyến rũ mà có nước béo đúng không? Mặc dù em đi ra ngoài em ăn ha, mọi người ăn sao em ăn vậy, nhưng mà khi em về đến nhà rồi là chỉ cứ tủ lạnh chỉ có rau thôi. Như vậy anh nghĩ chắc ở nhà em cũng có một vườn rau đúng không? Em thì nhà có một vườn bông cho rau, rau. Em lại không trồng rau. Nhưng mà cái yoga đó thật ra nó rất là tốt, tại vì em bay nhiều như vậy mà rất là dễ khó ngủ. Mà cái yoga đó nó làm cho mình cái hơi thở đó, meditation đó nó rất là tốt. Em vừa yoga vừa thiền. Vừa thiền đó, nên là thế thì bây giờ những cái hobby khi mà em không đi hát thì là hobby của em là gì? Không đi hát hả? Không đi hát. Em là em chơi golf. Ủa, chơi golf nữa? Em chơi golf. Rồi chỉ có ở nhà thôi, sáng đi tập yoga, chiều về làm những cái công việc tập bài, hoặc là em cũng có cái kênh YouTube của em. Thế rồi em làm cái vlog, em đi travel nhiều. Đúng rồi. Em quay những cái gì hay, những cái anh hoặc thấy, đúng rồi, anh thấy cái em gì quay đẹp bên Florida. Quay trái cây rồi xong đó. Rồi nó giới thiệu căn nhà mà để Airbnb nữa. Đó. Quảng cáo luôn. Quảng cáo em biết cái đó là tự nhiên thôi, rất là dễ thương. Đi tàu điếc này nọ, chơi với bạn này nọ. Rất là dễ thương. Thành ra là chiều là nhiều khi xong cái routine buổi sáng, xong là chiều là phải ngồi edit những cái video của mình. Tự làm luôn. Vậy là em tự làm như vậy rất là busy ha. Bây giờ em rất là chị giàu giỏi lắm anh. Giỏi thì bây giờ nghe anh nghiên cứu vậy hơi thiếu đó. Hoàn toàn không biết là em mà chơi thể thao mà nhiều như vậy. Đó, thành ra nhờ những cái từ nhỏ như vậy rồi em nghĩ là mình giữ, nhưng mà bây giờ thì em thấy mà hít không khí không là cũng mập lên liền, cho nên là càng phải ăn kỹ nữa. Ăn kỹ, tập kỹ. Mà tới LK thì sao ăn kỹ hơn, ăn kỹ. Ôi trời ơi, làm rất là ngon, nấu rất là ngon. Đầu bếp nấu rất ngon. Vũ là mặc dầu nhà hàng có đầu bếp rồi nhưng mà Vũ nấu rất ngon anh. Anh thấy đi chọn thịt bò này nọ nữa, ông cũng làm mấy cái vlog nữa. Cảm ơn anh. Thì em thì cuộc sống mà, ví dụ như đầu bếp bệnh rồi, đầu bếp mà tạo phản đi, mình dùng cái từ những cái từ ngữ đường phố tí xíu, nó hóp từ chỗ này qua chỗ khác. Mình trong không khí gia đình, em cũng mới biết anh thôi, nhưng mà anh là một người rất là uyên bác, một người rất là phải nói về Minh Nhiên, nói về Hồ Lệ Thu, hay nói về những nhân vật nào anh đều tìm hiểu rất là kỹ càng và sâu sắc. Thì đó là cái điều mà em rất là cảm kích. Hôm nay em được hân hạnh được được biết anh. Anh thật ra anh phải cảm ơn em, cảm ơn Thu với lại cảm ơn Nhiên. Tại lâu lắm rồi mới có những cái khi nào mà có đông 3-4 người như vậy. Thì anh để cái bàn đây, nhưng mà thật ra nó hơi thiếu. Đáng lý phải có tí rượu đỏ này nọ. Nãy giờ em nhìn hoài không thấy. Không biết cái bàn để làm chi. Cái bàn thật ra để cho rượu đỏ đây. Nhưng mà để anh em mình hơi gấp thì hơi quên này nè. Anh ơi, em không có mang rượu, nhưng mà ngoài kia hồi nữa ra uống tiếp. Mà Duyên có công nhận là anh rất là đam mê. Anh phải nói là một người, em bước chân vào ngôi nhà của anh
thì em thấy là anh là một người rất là đam mê về âm nhạc. Cảm ơn anh. Và một người muốn có một chút gì đó để dành cho cuộc đời này. Anh thì anh cũng rất là passion về nhạc, nhưng mà nhiều khi mình passion nhạc nhưng mà mình lại không chơi nhạc. Thành ra thường thường người bây giờ đó thì có cái chỗ nhỏ nhỏ như vậy, lâu lâu được mời được ca sĩ, mời bạn bè, mời ban nhạc. Thành ra những cái điều đó là những cái điều gọi là rất là quý. Có một thời gian thì có để cái chỗ này cho mấy cháu, để cho cháu nó hát đó. Thì là mới lại ban nhạc tập. Thì thật ra là cũng nhờ có cái duyên thành ra được mới gặp. Thì bây giờ nãy giờ chắc tụi mình nói chuyện cũng hơi nhiều, nhưng mà có thể là anh chờ một dịp khác sẽ trở lại. Tại vì bốn anh em mình mà ngồi nói chuyện thì nhiều khi chắc sáng mai luôn. Sáng mai luôn. Thì anh cho em chào anh em ban nhạc. Trước tiên là Yên Lam là một người em trong âm nhạc, một cái tên rất là đẹp. Cũng gần nhà. Nghe người nói, cũng đẹp. Người cũng đẹp trai nữa. Yên Lam là tên đẹp, người đẹp. Nhà ở Lý Tự Trọng là con nhà giàu thôi. Trời ơi. Đường Lý Tự Trọng là nhà giàu lắm. Nhà em á, ngã 6 Phù Động, trong hẻm. Thì Yên Lam có nói là ghé qua ăn sáng. Rồi biết em thì gửi lời chúc cho Yên Lam thành công trên bước đường nghệ thuật, hạnh phúc trong gia đình, con cái ngoan hiền học giỏi nha. Rồi Khắc Quân là một người bạn với em. Một người rất là giỏi, cũng rất là hiền, đẹp trai, lãng tử. Thì cũng chúc cho Khắc Quân cũng nhiều sức khỏe, hạnh phúc, con cái thành công trong cuộc sống. Rồi anh Việt guitar cũng là một người anh của em. Em biết từ Việt Nam rồi. Dạ biết, anh Việt 126 là anh Việt. Là một người sống rất là đam mê, đánh rất là máu. Rồi em cũng chúc anh Việt cũng nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Rồi Kiên. Nhưng bây giờ nói về Kiên Bass. Kiên Bass là một người cái lứa tụi em học nhạc viện ở Sài Gòn đó anh. Là thời bé lúc bắt đầu tụi em lập ban nhạc đó, là Kiên cũng là cái lứa tụi em chơi nhạc. Thì chơi rất là thân. Nhưng mà Kiên thì định cư ở Mỹ thì rất là sớm. Em nhớ thì khoảng 90 mấy đó, 96, 97 gì đó. Thì thực sự trong 20 mấy năm vừa rồi em với Kiên gặp chắc hai lần. Hai ba lần hả? Dạ. Thì khoảng, nhưng mà có duyên đây thì chắc gặp thường hơn. Đầu tháng 8 về Việt Nam là giữa tháng 8. Dạ, đợt ngày đó Kiên có về nữa. 4 tháng 8 là Kiên về. Kiên là một người rất là tài hoa. Dễ thương, rất là dễ thương. Mà rất tốt nữa. Nói chung là tụi em có một mối thâm tình từ nhỏ chơi với nhau. Cho nên hôm nay đến đây hơi trễ tí xíu thì cũng nhờ Kiên, không có em ở sân bay với lại Minh Duyên vất vả vất vưởng ở sân bay, tại vì người quên cái này người quên đã cái thuê kia. Thuê xe đó anh. Thuê xe không được. Rồi Kiên tới chợ hả? Dạ không, mượn được xe của Kiên. Mượn được xe. Em đi tới chỗ làm của Kiên mượn cái xe của Kiên. Đi. Lên San Fran tự nhiên cũng chưa bao giờ được thấy cái cầu. Đúng rồi, Golden Gate. Cho nên đây là một cái cơ hội. Và người cuối cùng là anh Quốc Anh ha, đánh trống. Anh trống. Dạ, là một người anh. Cũng em rất cũng biết, cùng anh cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Và bây giờ cuối cùng là anh nè. Quý vị theo Luân Vũ khéo không? Trời ơi, ông chủ nhà hàng anh này và chị, chủ nhà hàng của anh. Ông chủ nhà hàng khéo, khéo lắm. Khéo lắm. Ông marketing á. Dạ. Khéo ghê. Dạ, anh và chị thì cũng chúc anh nhiều sức khỏe. Anh cảm ơn em. Nha, hạnh phúc bên chị là cho chị là sức tình, cho anh là lo chương trình đầy đủ mà đón người nữa. Rất là ấn tượng. Ấn tượng luôn, đứng chờ ngoài cổng luôn. Anh á là một kỹ sư. Anh làm kỹ sư mà lại mà bước vào anh nói trời ơi, anh làm cái studio đẹp quá. Rồi xong rồi chị là làm technician cho quay hình nữa. Mà trời, quá là ấn phòng tượng. Phòng thâu của anh là đồ, toàn là đồ xịn không. Cho nên hôm nay Hồ Lệ Thu là cháy với anh hết. Cháy chắc chắn mà nhà Hồ Lệ Thu sẽ cháy. San Jose nóng quá rồi. Anh cháy biết là Hồ Lệ Thu một điểm đặc biệt với người chị dâu. Em cũng phải gọi là chị dâu, nhưng mà người này rất là, ai không biết ai nói như thế nào, nhưng đôi riêng cá nhân em rất là tốt, một người sống rất là tình nghĩa, một người rất là đam mê. Cảm ơn bạn, lúc nào cũng thương yêu Vương Hương, và lúc nào chỉ nói như vậy thôi. Và khi mà Minh Duyên cần cái điều gì hoặc Luân Vũ cần điều gì là Hồ Lệ Thu sẵn lòng. Cuộc sống mà. Đúng rồi. Cuộc sống mình với tất cả những cái người bạn bên cạnh, mà nhất là người thân mình như vậy, thì luôn luôn là
những người ngoài kia mình còn hết lòng người ta được thì người thân và người bạn bên cạnh của mình. Thì với lại thêm là em rất là yêu tiếng đàn của Luân Vũ và chị Vương Hương nữa. Dạ đúng rồi. Hai người chơi nhau rồi quyện nhau rất là hay. Thì anh nghĩ thôi thì mình gặp nhau cũng thật là có duyên, gọi là trên trời Phật định sẵn rồi. Hay là Chúa nữa. Thành ra nhiều khi tụi mình gặp thật là duyên, nhưng mà cái đó là cái phước mà mình đã gây qua thì mình mới gặp được. Thành ra tụi mình quý được những cái giây phút mà gặp nhau như vậy, rất là quý. Thêm một lần nữa, anh cũng xin cảm ơn Nhiên trước. Này, không anh em mà không có ấy thì anh không biết được gọi là Vũ ở đây, với lại có là Hồ Lệ Thu. Anh không bao giờ ngờ tới mà Hồ Lệ Thu có lại tới đây hát. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy là Luân Vũ sẽ độc tấu một bài về vĩ cầm, biểu diễn với ban nhạc. Và sau đó Hồ Lệ Thu cùng với lại Minh Nhiên, với lại anh em ban nhạc sẽ có hát bài 8 bài trong Mông Nam Series 38. Thì một lần nữa thì anh cũng xin cảm ơn gọi là tất cả đã đến thăm. Và hy vọng là năm tới nếu mà em sang thì là có dịp anh em mình lại gặp nhau nữa. Em cũng cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em Luân Vũ với chị Hồ Lệ Thu tới đây để ngồi chia sẻ với quý khán giả những câu chuyện về âm nhạc và trình diễn một số tác phẩm. Em cảm ơn anh nhiều. Không quên gửi lời cảm ơn quý khán giả lúc nào cũng yêu thương ủng hộ cho kênh YouTube của Poppy Hill Music. Nếu quý vị nào mà có về quận Cam mà ghé qua nhà hàng LV Restaurant and Lounge thì quý vị có thể xem trên Facebook LV Restaurant and Lounge, có rất nhiều địa chỉ là 15470 đường Magnolia, thành phố Westminster, California 92683. Số điện thoại của Luân Vũ là 714-467-5840, 714-467-5840. Ngoài nhà hàng em còn, anh biết em còn thêm một cái công việc mà là bình luận viên của đài truyền hình SPTN. Về bóng đá đúng không? Bóng đá. Em là bóng đá hả? Bây giờ em biểu diễn anh một câu nha, anh chuẩn bị xích beo lại. Kính thưa quý vị, phút thứ 89 Cristiano Ronaldo đang có bàn, anh lưu có một cầu thủ, hai cầu thủ, ba cầu thủ, sút vào không, combo. Vì xem lại tình huống quay chậm cho chúng ta thấy cú đảo chân của Cristiano Ronaldo như những bước nhảy của vũ sư Nguyễn Hưng, một cú cứa lòng điệu nghệ của anh Tumon Casillas bay người cứu một bàn thua trọng thấy. Oh my god. Wow. Em là Minh Nhiên vừa rồi Euro chúng làm cúp ba nữa, cúp ba làm là không còn một cái chỗ LV, là không còn một chỗ trống. Wow, tường thuật đó anh, tường thuật là bán vé cho người ta, bán vé tức là vô trong cái restaurant thì, xong rồi để lên là em tường thuật tiếng Việt. Wow, cái này giống như là Nguyên Vũ hả? Nguyên Vũ, Nguyên Vũ xưa tiếng Việt duy nhất ở California, sân vận động có máy che, không hút thuốc, không nói tiếng Đan Mạch, sân vận động LV có mái che, không sợ mưa, không sợ nắng, không hút thuốc lá bên trong, và đặc biệt không nói tiếng Đan Mạch. Hai năm nữa là tới World Cup rồi đúng không? Quan trọng là hôm nay chương trình mặc dù mình không có thu xếp gì hết, nhưng mà là một cái mẫu chuyện rất là vui. Impromptu, impromptu. Ok, anh cảm ơn tất cả nha. Anh cảm ơn Nhiên, cảm ơn Thu, với lại cảm ơn Vũ. Thưa quý vị, chúng tôi xin ngừng cái cuộc nói chuyện hôm nay. Chúng tôi, quý vị tha lỗi anh em, chúng tôi vui quá, thành ra nhiều khi nói hơi lâu. Nhưng mà quý vị chờ máy để nghe ca sĩ Hồ Lệ Thu trình bày 8 nhạc phẩm trong Mon Ami Series ngày 38. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm vết bước chân em.
qua bao nhiêu lần. Lời dù đã ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi hồng gầy lên màu mát. Trời còn mây tím để lá mơ nhiều, lá trên mi cho môi ươm sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhặt thương cho gót sương sầu, giận hờn xin ngập lối đi. Đàn dương tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng chưa lá về nguồn. Người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đã che vết nồng nàn. Người còn nhớ năm xưa nay vương âm thầm, hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lá. Bao lâu ân ái chưa được nhiều,
biết thương yêu. Tình đôi ta thật buồn như cánh hoa nở muộn, tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Đời không có ai cùng cạn, buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn như khi gặp mặt không còn chuyện vui. Đôi ta như bước lên đỉnh sâu mà đời luôn cao ngất thương đau. Bao lâu ân ái chưa được nhiều, toàn là cay đắng xiết thương yêu. Tình đôi ta thật buồn như cánh hoa nở muộn, tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày buồn hơn. Tình yêu không trọn vẹn, buồn mỗi ngày.
giọt nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Ôm sầu mà vẫn tươi cười, sao em đến đi không nói gì, để hồn anh chìm trong nhớ mong. Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi, nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào. Xin một lần ôm lấy em, và anh nói lên câu giá từ, mãi về sau còn nhớ tên nhau. Em đi mãi, đi về nơi xa lắm, anh một mình ôm sầu thương nhớ em. Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn, hãy quay về. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Bơ vơ trong chiều đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, yêu một người không hề toàn tính. Đôi khi ta dừng lại, chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn mất mình nhưng sợ giờ cảm giác chung vắng mỗi ngày mỗi lần. Giờ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian díu díu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nói đi anh, đâu ai chung tình được mãi.
Bên mình ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Bơ vơ trong chiều đông, gió thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, yêu một người không hề toàn tình. Đôi khi ta dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn mất mình nhưng sợ cô đơn, sự cảm giác chung vắng mỗi ngày mỗi lần, rồi chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian díu díu mập mờ, năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Thì em thích một mình nhìn sợ cô đơn, dù đã cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nói đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Thì em thích một mình nhưng sợ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nói đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Nói đi anh, đâu ai chung tình được. Đời đồ cho
cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh sẽ cho nhau đời nhau, xót xa em dẫn đưa nhau mối hận đời đời son sắt. Thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu, một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ
sẽ đưa em đi suốt cuộc đời. Mà sao không đưa được đoạn đường em đi? Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, dù con tim thật lòng với người anh yêu. Tình yêu hỡi, ngàn lời xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em, xin em quên đi những lời yêu. Anh đã trao em trong tận đáy đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dõi em, dù con tim thật lòng với người anh. Ân tình cũ thương đau,
chia ly buồn tê tái. Ly rượu này đầy tương đau tấm hình hài, thu mát mắt buồn mùa thu ơi. Thôi em đừng nhớ nữa làm gì, từng nẻo đường in hình bóng chung đôi. Thôi em đừng nhớ, em đừng nhớ, đừng nhớ nữa. Chuyện tình mình kiếp này đành lỡ duyên rồi. Làm gì giọt lệ sâu ân tình cũ thương đau. Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Giọt lệ sâu làm sao xóa hết tâm tư. Thôi em đừng đến nữa làm gì, đừng để lòng xe lại khúc yêu đương. Thôi em đừng đến, em đừng đến, đừng đến nữa, đừng để lòng anh trở lại kiếp mù. Có rơi và nặng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ mà chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuộc nào, một lần gặp gỡ như tình ngỡ xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say, hồn ta ngất ngây, mình yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em
âm thầm. Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em, bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào người cho ta biết mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình ngây thơ. Ngày nào ta vẫn yêu, hồn ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó bạc màu. Một ngày nào